Đây sẵn dịp năm mới, chúc quý vị và các bạn năm mới được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong công việc. Nay review cảnh quê nhà cho quý vị và các bạn xem chơi. Gần Tết rồi, cận kề Tết rồi. Lúa lên xanh mướt luôn. Rào lại không cho chuột nó vô nó phá. Xa xa tuốt ở dưới cũng có ôm nước nữa hay gì. Đây là cây mai mới vừa lặt xong.